Sau 12 năm, cả nước mới hoàn thành 7,7 triệu mét vuông nhà ở xã hội, đáp ứng 42% chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu phát triển nhà ở quốc gia. Lợi nhuận đầu tư thấp, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi được cho là những nguyên nhân của việc thiếu hụt nguồn cung phân khúc nhà ở xã hội. Dự báo đến năm 2025, nhu cầu nhà ở xã hội sẽ cần khoảng 290.000 căn, bao gồm 131.000 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp, khu vực đô thị và 163.000 căn nhà ở cho công nhân ở các khu vực công nghiệp. Cái thời gian vừa qua, cái quỹ đất dành cho nhà ở xã hội thực sự nó rất là khan hiếm. Làm sao mà chính quyền tạo được cái quỹ đất sạch thì mới thu hút được nhà đầu tư. Và cái phân khúc nhà ở xã hội đó là phân khúc cấp thiết. Và phân khúc là gần như là có rất nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu, đó là nhu cầu thực sự, và phân khúc sắp tới để nó sẽ giải quyết bài toán thị trường trong giai đoạn sắp tới. Để có vốn phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới năm 2030, chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng, khoảng 10% nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2030, cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo hình thức tái cấp vốn. Hình thức này tương tự gói 30.000 tỷ đồng đã được thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 trước đây. Ít nhất là cũng có được một cái luồng vốn, có một cái cơ sở để cho, thứ nhất là nó khơi thông cái nguồn vốn và các cái nhà đầu tư có cơ sở để tiếp tục đầu tư vào các cái dự án đang tiếp tục triển khai trong cái thời gian tới. Thế còn người mua nhà thì cũng sẽ phấn khởi hơn vì người ta cũng có thể tiếp cận được với cái nguồn vốn, với cái tiền vay, với cái lãi suất ưu đãi của ngân hàng để có thể mua được cái nhà với cái mức thu nhập của mình. Trong cái lúc mà thị trường đang đóng băng như thế này thì có cái gói đấy nó như là một cái mồi lửa ấy, nó sẽ bùng lên. Đặc biệt là phân khúc nhà xã hội thì hiện nay là đang không có gói nào mà lại có một gói 120 tỷ thì đấy là một cái rất là đột phá. Tóm lại nó có động lực cho người phát triển dự án, cho người mua, có tiền để mua và có tiền để phát triển. Chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội là một trong giải pháp tháo gỡ tổng thể khó khăn, cơ cấu lại sản phẩm nhà ở được nêu tại dự thảo nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Các chính sách đưa ra sẽ giải quyết các nút thắt về giao đất đầu tư, xây dựng theo hướng giao đất không thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư được chuyển nhượng nhà ở xã hội gắn với chuyển quyền sử dụng đất.